Đây, chú có quà Tết cho đây này. Chú có quà Tết cho hai mẹ con đây này. Chú lấy cả cái này lên cho cún này, cún thích không? Ơi, vâng. Đây này. Chú lấy kẹo lên cho cún này. Đi ra khỏi nhà, nhiều. Hai mẹ con thì chẳng lấy đâu ra mà đồ ăn Tết cả. Em nhớ xuống rồi nhé. Quá nhỉ cún nhỉ. Thích không? Đấy. Em có ít quà bánh quà Tết em mang lên cho cún với chị. Vâng. Vâng. Chị làm cái này cho mọi người, em làm cái kia cho chị. Đây, chú treo ở đây cho hai mẹ con mà. Giờ nó khô thì nấu ăn nhá. Cho hai mẹ con nấu ăn dần ở đây nhá. Em ơi, nhà có lạc đâu không? Dạ có. Đấy chị mới. Dạ. Chị em 30.000. Bà bánh xinh xinh. Tuấn đây nhé. Con to hơn nữa. Mẹ. Con to hơn nữa. Con to nhé. Con không biết chồng đâu. Để đấy mẹ chồng. Mẹ có hai nhà để nhớ nữa. Mẹ là một tay đi mẹ nơi về nhé. Vâng. Ừ.
chồng. Con chưa biết chồng, con tin nó mẹ ấy rồi. Mẹ ấy đất lên cơ. Đất lên cơ. Ui mẹ ơi, cha tới rồi. Vâng. Vừa phải năm bệnh nhé. Con bận bài sinh không? Hả? Thích không? Mẹ ơi, cái thằng mẹ vỡ rồi. Ừ, hôm nay mẹ mặc váy xinh xinh cho thích không? Mẹ ơi. Ôi. À, vỡ ơi, vứt đi nhá. Vứt đi. Nào mẹ cho con đi chơi Tết nhá, sắp đến Tết rồi. Con không biết chồng đâu, để mẹ tự chồng à. Con không biết chồng, mai nó không lên đấy. Mai nó không lên đấy. Yêu một cắn, yêu một cắn. Mẹ lấy hai cô ta rồi à? Yêu mẹ một cắn. Không lấy đâu nhá. Mẹ một tí thôi. Vâng. Chồng cho con ăn nhá. Ờ, mẹ con đi tên nhá. Vâng. Yeah.
ơi, chú vậy? Ờ, xin chào hai mẹ con. Chú vậy? Nha. Ê, chú có quà Tết cho đây này. Chú có quà Tết cho hai mẹ con đây này. Đấy. Mẹ đang. Đấy, chú chồng cái gì đấy? Chồng gì đấy? Vâng. Nhiều quà cho chị với cún thế. Thì bây giờ năm hết Tết đến rồi thì em có món quà em đến cho hai mẹ con. Đây chị một tí nhá. Đây, lấy chậu. Chú lấy cả cái này lên cho cún này, cún thích không? Đây, vâng. Đây này. Chị lấy kẹo lên cho cún này. Đây nữa. Mà nhiều quà thế. Còn đây nữa. Mang cho mẹ con chị nhiều hết. Thì năm hết Tết đến rồi, hai mẹ con chị cũng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nhiều. Hai mẹ con thì chẳng lấy đâu ra mà đồ ăn Tết cả. Em dỡ xuống rồi nhé. Đấy. Vâng. Đấy, có cả bánh chưng nè. Em cho chị nhiều quả đấy. Bánh à. Nhiều quá, nhiều tặng một cái kiểu như này. Cái này cái gì đấy em? Cái này là cái gia vị để ướp thịt kìa. Ướp thịt Tết đây. Cảm ơn nhé. Đây, chú cho cũng nhiều quá. Cún với chị nhiều quá. Em có ít quà bánh quà Tết em mang lên cho cún với chị. Vâng. Thích không? Đấy, với lại đây là cái đồ rất thịt. Thì đó, em với chị cứ trồng ngoài kia thì em ở đây em làm thịt treo lên cho nhé. Treo đằng nào mình ở đây cũng thử lại. Thích không? Cún thích không? Thích không? Ừ. Thích thì cười lên nè. Cún ăn bánh này không? Để chú bóc cho nhé. À, thích lắm à, lấy mặc áo ăn nhé. Đấy. Cho cún với mẹ nhiều quà quá nhỉ. Bánh đây này cún ơi. Đi lên giường nhá. Đây. Con đứng dậy đi, con đứng dậy mới lấy áo quần áo được. Ừ. Xin chú, nói đi. Vâng. Muốn không? Còn cái thịt này bằng này chắc là đủ chị với cún ăn Tết rồi nhỉ? Cắt thịt ra đây nhá. Đấy, chú cho nhiều quà. Thích không? Dê dê. Thích quá nhỉ. Cắt bánh nhá, mẹ cắt bánh cho con nhá. Chưa, bánh kẹo của con ở đây nhá. Chú cho nhiều quá nhỉ. Một ăn kẹo nữa đi. Cắt bánh đi đây. Ăn kẹo nữa nhá. Cắt bánh kẹo vào đâu rồi? Bánh kẹo vào đây. Thế nào? Chúng ta nhiều quá nhỉ? Đấy, cả cái loại nữa. Đấy. Cái này là cái gì đấy? Vâng. Vâng, thế cho chú nhé. Nước đâu mẹ gắn nước cho chú uống ra nhỉ? Em ngồi uống nước á. Vâng, vâng. Để chú uống trước cái xong mình còn nhé. Nhiều quá nè. Con nhiều quà của chú quá nè. Cô uống nước nào? Cô uống nước này á? Cô lấy cho nhá. Con thích không? Nhiều bánh kẹo nữa, nhiều quà nữa. Hôm nay 30 rồi, ngày mai mùng 1 Tết rồi. Thích không? Uống nước. Uống nước.
Uống một cái à? Em uống đi. Của cún đây. Em để chú rót ra cốc cho cún nhé. Để đây mày rót vào đây cho. Rót vào đấy. Cái của em đó. Ăn bánh no nhá. No trong cái hộ mẹ làm này chưa. Thế là chị đang trồng cái gì ở ngoài đấy? Vừa trồng xong ít lạc đây là trồng ngô. Trồng ngô à? Trồng dưa à? Trồng dưa. À, đây giống dưa. Đây này em thấy có giống dưa đây. Bây giờ phải bóc ra cơ. Bóc ra. Bóc ra này nhé. Vâng. Chú thích không? Thích lần sau chú lên chưa? Mua cho nữa nhá. Lần nào vâng. Đi. Để chú đi về nhà chú được, cô có nhớ chú không? À, có. Nhiều lắm, ngày ngày cứ nhắc đến chú thôi nhỉ. Đúng không? Vâng. Cún ngồi đây chơi nhá, để chú đi ướp thịt cho hai mẹ con nhá. Chắc cho cả đây cái này đi, để cái bàn sang đây. Mẹ ơi. Anh con á. Cún ơi, cún ăn kẹo đi nhá. Đó, bánh ăn nữa nè. Vâng, thích không? Chú mang bánh cho thích không? Thích lắm. Chị được cái nhiều quá. Ôi, thì nhà em thì một mình em cũng không ăn đâu. Còn cái này không cho nữa nhỉ. Chéo hết cả tấm. Nhớ này. Không làm gì. Chị đi tìm lạt nhé. Có cần lạt không? Có cái dây.
Cúm nhá, cúm em suốt đấy. Vâng. Mà con bảo mẹ ơi gọi chú về đi. Con nhớ chú lắm. Con nhớ mẹ là đổ bằng tay. Chú là cái chậu này. Con đi. Để cái chậu to kia lên. Để cái chậu to kia lên. Cái chậu bé cứ để gia vị cho nhé. Ơi ơi, không ăn bánh nữa đâu, không ăn nữa, không ăn để đấy. Mẹ ăn nhé. Mẹ ơi, cứ đập gia vị đi. Mình còn một con dao nữa đâu nhà con mình. Mẹ ơi. Cái gì? Vâng. Để cái gì này vào nó mới thơm. Mẹ ơi. Mẹ. Chú làm cái này. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Ơi. Con mở ăn bánh kem. Thế mấy hôm nay mẹ chồng về rồi chị ở nhà một mình có buồn không? Bà đến bà chị ăn. Bà về ở thoải mái lắm. Từ hôm bà về xong rồi mẹ con chị ở cảm giác thoải mái và không bị chửi bới. Em làm cái này chị in nó lên nhé. Giường ấy không xuống ghế này toàn bùn đất đây này. Con ơi, con hát cho mình nghe một bài nào, hát cho chú nghe nữa, chú thích nghe con hát lắm. Chị làm cái này cho mọi người, em làm cái kia cho chị nhé. Làm cái kia à? Vâng. Vâng, chị hộ em bóp cái này nhé. Em làm này thôi. Vâng. Em trộn đều lên nhé. Đây.
cuốn lại nhá. Hôm nay lạnh em nhỉ? Vâng. Mọi hôm thì ấm ấm, hôm nay là lạnh. Hôm nay là 30 Tết rồi đó. Cái này hạt tiêu của em. Hạt tiêu. Thơm quá nhỉ. Ơi. Đi không con? Khỏi lắm đấy cún ạ. Chú lên con có thích không? Có. Có. Thế cún có thích chú ở đây với cún không? Có. Nếu mà tí nữa chú về cột con có buồn không? Có. Cún thích chú ở đây với cún không? Ừ. Thế lúc nào cún cún cho chú ở đây 1-2 ngày nhá. Không có gì đâu thôi. Ừ. Đấy, chú ở đây luôn á. Làm như này nhỉ? Vâng. Làm như thế treo lên thôi. Cái này nhìn ngon quá. Ôi. Ơi. Này cái gì? Vâng. Khói chú nhá con nhá. Con không được quạt nhiều nhá, tí nữa chú khói ấy. Khói đâu đâu. Chú không nhớ bị khói. Ừ. Ui sư, để đi ra cho cháu nhá. Thấy không? Chú làm cái cây để cho thịt đấy. Có nhỉ. Cây để cho cháu nhá. Vâng. Đừng quạt nhiều chú khói lắm con à. Khói này khói lắm mẹ ơi. Vâng. Đây này là lúc chị đợi đây. Cô đây. Ôi. Cô yêu mẹ không? Có. Cô yêu ghét. Mẹ ai? Cô yêu chú. Cô ghét bà nội cô không? Có. Bà nội ác phụ chú lắm này. Ghét bà nội à? Bà nội lên đây mọi lần có chửi chú không? Có. Mẹ đuổi bà nội đi rồi con nhỉ. Ừ. Không cho bà nội. Thế con còn cho bà nội về đây nữa không? Không cho về nữa. Bà nội ác quá nhỉ.
đuổi về rồi này. Vâng. Ơi. Thế á, muốn chú lên bảo vệ mẹ cháu để không phải bị bắt nạt á. Thế bà nội chữ ác lắm à? Hôm nọ chú lên chú thấy rồi. Bà nội chữ ác lắm. Nhìn thấy chị em thấy hết mệt rồi. Bác ơi, bác có lực một cái kia nhé. Đi về có nhớ mẹ con chưa? Có chứ. Nhớ em mà không ngủ được. Con yêu ai nhất? Con yêu mẹ chú. Mẹ chú á? Mẹ chú nhiều không? Thế nên chú lại đi về đấy. Không cho chú đi về á? Chú có ở đây với mẹ cún được đâu. Cô không ở đây với cún được đâu. Chú muốn về nhà chú chứ. Vâng. Rửa tay tắm khói này chắc khói. Không có rửa nhá. Vâng. Cún với chú đun lửa vào thịt này nhờ cún nha. Chú làm thịt này cún thích không?
Đấy, chú treo ở đây cho hai mẹ con mà. Giờ nó khô thì nấu ăn nhá. Cho hai mẹ con nấu ăn dần ở đây nhá. Cún ấy, đổ thế này, ngồi ghế kiểu gì đấy cún. Ngồi ở đây nhá. À, được rồi, cún ngồi ở đây. Ôi, cả bim bim cún này. Vâng. Cún mấy chú luôn rửa vào đây cho thịt khô đi nhỉ, cún nhỉ. Vâng. Vâng, cún ăn đi. Bim bim ngon thế. Ngon không? Cún ở đây nhá, chú đi rửa tay nhá. Con bón cho mẹ miếng nào. Cái thịt này để thế này được nhỉ? Đấy, để cho đúng lửa. Cho chú xin một miếng. Con ở đây nhá, con ngồi mẹ đi trồng dưa được không? Con ở nhà trông thịt cho mẹ nhé. Cún ở đây nhá, cún đây trông thịt cho chú nhé, chú đi cùng mẹ trồng hạt dưa nhé. Cún ơi. Ơi. Đi trồng thịt cho chú ơi nhá. Ủa ơi, để xem đấy này, cún nè. Ơi. Ơi. Cún vâng. Đi về nhà đây. Hy vọng là sẽ được quả dưa ăn nhỉ. Vừa rồi với ba chồng rồi nhưng mà lạnh quá nó chết hết luôn. Nọ chồng ở đâu hết rồi. Để phân nhỉ. Đây có được ăn nữa. Nó ấm là được ăn. Chồng. Tổ ai? Ơi. Tí nhé chồng thêm. Ơi. Ơi. Ơi, ăn bim bim
cái hạt giống này cứ để đây trước nhỉ. Vâng. Là đi rửa tay đó. Ơi. Vâng. Với mẹ rửa tay. Mình đi vào đi nha. Đây nè, con sao đây? Ê, cuốn đi, đi ra đây. Đi về đây, chú lì xì cho này, lì xì năm mới này. Về đây. Đi về đây, chú lì xì năm mới cho. Xuống đây. Vâng. Đây mẹ để con vậy nhá. Vâng. Mẹ mua cho con mà. Đây đây chú lì xì cho cún nhá. Cái này cho cún này, 2 tờ. Cún xin nhá. Chúc mừng năm mới nhé. Cảm ơn chú chưa? Vâng. Đây đây là bánh kẹo Tết này. Đấy, cún thích không? Bây giờ năm mới rồi nhà cún nha. À, chú ở đây với cháu. Vâng. Thế cho chú ở đây với cháu nhé. Nhưng mà mẹ cún cho chú ở đây đâu nhỉ? Chú phải về nhà chú chứ, chú về nhà chú còn làm việc chứ. Chú đi kiếm tiền mai chú lại mua quà về cho con nhé. Lúc nào chú mua cho này. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã quan tâm mẹ con chú nhé. Bây giờ là cố gắng nha. Bây giờ hy vọng là bà mẹ chồng chị không nên quấy nhiễu nữa. Hy vọng như em nhớ. Giờ có em bảo vệ chị với con rồi chào rồi. Cầm quà đi. Những lúc chị khó khăn nhất lúc nào em giúp cho. Ơi. Ê. Vâng. Cho cháu. Cho cháu. Đến đây thôi thì em cũng đi về đi. Chú đi về rồi con. Không kịp đâu. Cứ lấy cho chú thơm một cái. Chú phải mời để đi cho cháu hơn. Vâng. Chú lại đi về rồi. Mai mai mới mở nhé, mẹ cất đi cho con nhá. Đấy, cú ở đây với mẹ nhá, chú đi về nhá. Nhá. Em lại về. Ừ. Cảm ơn nhá. Để ta đây. Chú đi về. Ấy. Chú đi về nhà chú chứ con. Để chú đi về 1-2 hôm nữa chú lại lên với con nhá. Con đi về đâu. Nhá. Nhá. Ừ. Cho chú đi về đi con này. 1-2 hôm nữa chú lại lên với con nhá. Lại lên với con ấy. Nhá. Không đều đâu, chú ở đây với cháu.
Vâng, thế để chú bé một tí. Chú phải đi với cháu rồi. Vâng. Thế thì đi về đi. Hôm nào chú lại lên với con nhé. Nhé. Nhé, hôm nào chú lại lên với con nhé. Nhé. Cho chú đi về một hai hôm chú lại lên mà. Cho chú đi về nhé. Con thích chú lắm à? Thích chú lắm à? Thế ôm chú một cái đi. Nhé, cho chú đi về nhé. Ở đây với mẹ đi. Ở đây với mẹ. Về với mẹ đi, về với mẹ đi. Cho chú đi về thôi, chú đi về nhà chú mà. Cho chú đi về đâu. Vâng. Cho chú đi về á. Để chú đi về nhà chú một tí nhá. Cho chú đi về á, hôm nào chú lên nhá. Hôm nào chú lên nhá. Bye bye nhá. Bye chú đi. Bye chú. Bye bye đi. Bye đi con, bye chú đi. Bye đi. Cho chú đi về nhà chú chứ, hôm nào chú lại lên với con nhé. Bye chú nhé. Em về nhé. Em về đây. Vâng. Hôm nào lại lên với cún nhé. Chú về nhé. Bye bye cún nhé. Bye. Ơi. Chú đây. Cho chú đi về đi con. Cho chú về chứ, chú về nhà chú chứ. Chú đi mấy ngày thôi mà, mấy ngày chú lại về với con mà. Nhá. Cho chú về nhé. Cho chú về đi, cho chú về xong mấy ngày nữa chú lại về với con mà. Cho chú về nhé. Chú về nhá. Cho chú về đi, cho chú về đi. Về đây với mẹ hả? Hôm nào chú lại lên. Hôm nào chú lại lên nhá. Bye bye nhá. Bye nhá. Hôm nào chú lại lên với con bye nhá. Bye bye. Nhá. Để hôm nào chú lại lên với con nhé. Em về nhé. Bye. Mẹ con chị cảm ơn em nhé. Vâng. Bye bye nhé. Bye. Chú ơi. Chú ơi á. Hôm nào chú lên nhá, mẹ con mình vào nhà thôi nhá. Hôm nào chú lên với con tiếng nhá. Nhá. Con nhớ chú lắm à. Hôm nào chú lại lên mà con không được khóc nhá. Rồi con cầm tiền cho mẹ đi. Chú lì xì hai mẹ con mình này. Rồi con cầm đi kín hơn nhá. Chú lì xì con với mẹ đúng không? Con có thích chú lắm á. Con thích chú lắm à. Ngày mai chú về con nhé, ngày mai chú lại lên với con nhé. Chú làm cha con không? Chú cha. Con đừng khóc nhé. Con ngoan, lần sau chú lại về nhé. Nhiều tờ thế. Chú cho nhiều tờ quá, nhìn xem mấy đêm mày đếm thêm mấy tờ. Mẹ xin. Anh bảo nó nấu đi, em không cho anh nấu đâu, anh bảo nó nấu đi. Nó còn muốn ở đây, em bắt nó nấu đi. Em muốn ở đây thì nấu cơm đi. Nấu cơm, nấu rau đi. Cho lại cà mà này đi mà nấu. Anh có làm gì mà đi về đi. À, đứng xem nè. Có phải người yêu mày đâu, người yêu tao tao ôi liên quan đến mày à? Mày, ấy thật yêu tao không mày, xin nghe. Ở đây. Tao lúc này tao nấu cơm hết rồi, cả bát này tao cũng một mình rửa. Đi nấu cơm đi. Anh có biết em là ai đâu? Tao nấu xong rồi mất. Mày nói nghe là chưa? Mày đúng ôm, mày đi ra ngay. Bỏ ra đây là người yêu của anh mà. Mày ôm, mày chết với tao. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em mà bảo chị gái anh giới thiệu đến đây ấy.
Anh có cái bàn nào? Hả? Có cái bàn nào đi lấy cái bàn này cho nó hết đi. Có cái bàn. Mày. Sao mày đến đây mày không dọn hả? Mày đi mà dọn. Ok này. Vừa đi lấy cái bàn về đây nó làm gì ấy? Hả? 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 Vừa đi lấy cái bàn về đây làm gì ấy? Sao mày không hả? Mày ăn cho tao xem được. Nhưng cũng mà quá lên đuổi cho nó rồi còn thế nhỉ? Mày biết không? Anh có biết là ai đâu? Thái đi lên. Em đi 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 xuống. Em ngồi ở đây xem nó có Thái mày đi. Thái nói nhiều sao? Hắn nhanh lên. Sao mày ăn sống luôn? Mày ăn trước em đi. Mày ăn trước em đi. Mày cứ ăn trước em đi. Mày có mày cái thịt này mua về để ăn nhá. Nấu lên mới chín nhá. Thịt này cũng là mai cũng là tiền của mày á, tiền của tao á. Anh cho em hay cho nó? Anh cho em chứ em. Mai này cũng là của tao thôi mày. Thấy chưa, người yêu tao bảo cho tao rồi nhá. Lấy cái đĩa ra đây cho tao. Nhanh lên. Anh không phải thương nó. Anh đúng mà thương nó. Người yêu của anh cho anh không thương. Em mà lần đầu tiên đây anh xem nào nó thái bẩn bẩn kiểu gì đây này, cái này cái gì đây, mày mới ăn luôn, mày mới ăn luôn mà kệ nó, cái này là thịt nhà anh có hay có gì đâu, lấy đây cho nó thái luôn, mày lấy cái đĩa đi cho tao, có hay được không, lấy đây em đây rồi, đây, à đây này, anh đây lên, cái hàng này hôm nọ anh còn làm đây, tao nói cho mày trước, mày nói ít thôi nhá. Làm nhanh lên. Mày bé hay người xuống anh nhỉ? Nhanh lên. Tao còn hành nữa. Tao làm không cho mày ăn đi. Mày còn nói nhiều hả? Ở đây làm cẩn thận. Em cứ ấy nói cho anh có biết nó là ai đâu. Đừng em vào thế, nhà anh. Em sẽ hành hạ đến lúc nó về thì thôi nhá. Ok. Chứ vô nhau ở đây. Mày làm đi. Anh không biết em là ai đấy. Tự dưng đến đây. Em có đau không? Mày im ngay. Tự dưng đến đây nhận vơ anh là người yêu của nó. Anh biết là ai đâu. Em ngồi đây nhé, để anh đi vào trong kia một tí nhé. Anh đi cắt tiền. Để anh đi cắt tiền. Anh đi cắt tiền. Em ngồi đây nhé. Em ngồi ở đây xem nó làm con lên không nhé. Đi cắt vào đấy đi, cắt tiền rồi. Nhanh lên, tao đói rồi đấy. Im mồm anh. Tao ở đây. Mày có làm không? Mày không phải cần cá chém tất ở đây nhá. Mày không phải nói nhiều ở đây nhá, cứ lên bèm. Nhanh lên, rời phá ra ngoài hết rồi. Mặc áo lên mà xà thịt. Mày biết tao bảo tao không phải làm không? Tao làm, khỏi đến lượt mày nói. Mày im mồm mày. Mày cắt tay lên, đây này, rau xanh người yêu tao mua về để đây này. Mày nhìn thấy chưa? Mày đi mà làm, tao không làm. Cà chua đây, rửa đây. Tao không làm. Mày đi làm mà không ngon, tao không ăn đâu, tao nói trước. Mày đi rửa cà chua cho tao ngay. Mày thích nói nhiều không? Tao không rửa mà làm gì. Ôi mồm mày. Mày nhiều à? Mày nhiều à? Mày được. Ăn đây này mày. Mày nhiều à? Làm. Tao không làm, mày đi mà làm nhá. Tao rõ rồi đấy. Mày đừng có mà bảo người yêu tao vào cùng mày. Thích mày làm, mày muốn làm gì thì... Người yêu mày, anh ấy có yêu mày đâu. Mày ấy hay yêu tao, không yêu mày. Rồi. Mày lại đàn bà xấu xí nhưng mày không ai yêu. Mày làm nhanh lên, tao ngồi đây xem nào. Người yêu tao bảo ngồi đây chỉ đạo mày đây. Mày cứ mày xin mày có quên là xin người yêu tao cũng không biết mày đâu. Người yêu tao phải yêu tao, không yêu lại mày. Lại mày, mai cũng bị người yêu bỏ. Mày không nhanh tay tí xem người yêu tao ra đâu. Mách người yêu tao. Mày rửa thế à? Gặp cái loại người này hán thật. Nếu mà không có chịu với anh nói thì mình cũng ở đây rồi. Không ở đây mày còn lên đuổi theo. Thế sao mày không về đi? Loại đàn bà. Chị gái nó bảo em trai của nó tốt tao mới lên thôi. Mày thích thôi không thì tao còn lâu mới thích. Thế không thích sao mày còn làm ở đây làm gì? Mày sao không đi? Mày yêu tao có thích mày đâu. Nhưng mày mà làm cái tay ấy nhanh. Tay mà nó tốt. Nó không như mày. Tốt tao thì mày về với tao. Tao về cái này á. Nặng lắm. Mày đi mà về đi. Mày
giỏi lắm mà, mày đi mà bê. Mày có bê bê không? Mày thích không? Nhanh. Mày đứng mà lườm lườm tao nhé. Đi ra nhanh. Bắt vỡ cho nhà cho tao thì chết. Để có thân vào. Nhìn à. Nhìn đây này. Mày không thấy à? Mày có ăn không lên? Mày có ăn không? Tao không phải làm. Mày yêu tao mày nhịn luôn bây giờ. Mày đừng có mà tưởng mày yêu tao. Thương mày là mày muốn làm gì thì làm nhé. Mày đừng có lên bềm ở đây nhé. Mày đừng. Tao không tốt thì tao ra không về đây ở. Gặp cái loại đàn bà hám thật đáng đời này. Tí tao làm không cho nước không? Tao không xem uống. Nước của mày bẩn thỉu, tao không uống. Ăn nhanh lên. Mày xào có ngon, tao không ăn đâu đấy. Mày cho mắm muối xuống nhờ. Tao không cho, mày tự đi mà cho. Có nước mắm cho nó mới ngon. Tao cho cái này. Mày không cắt cà chua? Tao không cắt, tao làm thế luôn. Mày đừng có mà nhìn tao. Mày đừng có mà lườm lườm tao nhé. Mày cho mày chín thôi chưa? Tao chưa cho. Mày tự đi mà cho. Tao làm như thế cho mày ăn luôn. Mày không ăn thì tao còn được ăn nhiều. Lóc nè. Mày cứ lóc bóc nè. Tao bảo mày đừng có nói nhiều rồi. Loại mày. Nó làm không? Mày đừng có mà được. Thế mày thích ở đây hay mày thích đi về? Tao muốn ở đâu thì kệ tao. Mày việc của mày. Đây không phải nhà mày. Nhà thằng người yêu tao. Làm nhanh lên. Mày không phải nói nhiều. Câm mồm vào. Mày nghĩ lại đua đi làm mà nó ra. Đây. Mày ấn như này này. Ấn như này này. Rốt cho đi. Mày rốt cái bóng người yêu thật. Ấn đi. Mày nghĩ là tao thích yêu tao không yêu lại mày. Lại mày lại đàn bà gì. Đó em rồi đấy. Nói cho mày biết. Từ từ tí người yêu tao. Đó mày biết. Mày cầm cái mồm. Làm rau canh á, nồi cơm này chín chưa? Chín rồi. Mày nhấc xuống dưới kia để chuẩn bị ăn. Mày đứng vào giường đi, đứng ít thôi nhé. Ngồi đâu? Ngồi kia. Anh ơi. Ơi. Nồi cơm để đâu ấy? Hả? Ngồi ngoài này luôn à? Anh ngồi trong. Chắc là ngồi kia thôi. Ngồi đây. Chắc là ngồi đây được. Anh đang chơi với cái cuốn mà đang cắt cái móng tay lên cuốn này. Ngồi trong nhà này nó mát ra đây. Không, mình ngồi trong nhà này cũng được này em này. Mày đang lên đây đây. Tao đi giải chiếu đợi mày nhá. Mày nhanh lên để tao rửa rau cho tao nhá. Để vào đây đây, cả đây này. Con đói lắm nhá. Con đói lắm chứ à. Để anh con này. Em kéo đi. Để mày đi. Em đi lấy bát cơm nhé. Nhanh lên. Mày gọi cái hơi đi cho tao. Thế thôi, ở đây mày có rồi. Rồi rửa cái rau kia. Để ăn cơm. Để tao làm rồi ăn cơm. Tao để đây tí nữa mày cắt giòn thì biết. Để mày cắt rửa nhé. Nhanh lên. Đó lắm. Mày làm gì tao lấy bát đấy mày biết à? Mày biết tao bảo tao không làm rồi mày cứ làm rồi nhá. Mày nghĩ ở đây rồi anh, đấy ngủ ở đây thì mày chết với tao. Tối nay mày thì không về à? Tao không về, tao ngủ đây luôn. Còn lâu người tao mới cho mày ngủ đây. Để tao nhanh lên đi. Mày làm nhanh đi, mồm mày đừng có nói nhiều. Nhanh lên. Mày im mồm. Từ từ như này tao đói lắm rồi đấy. Làm gì mà kêu vậy có phạm đấy. Đấy. Lặn canh vào đây. Tao không biết, tao làm cái này. Bây giờ tao bọc tao rồi nhá, mày thì... Mày làm thì làm nhá.
cái nó rồi sắp cháy rồi đấy mẹ à. Mẹ rửa cái hết này đi, lên rửa cắt lên nhé, không phải nó nhiều đi. Mày rửa nhanh lên, mày không phải lườm. Nhưng mà mày là đi rửa ra khỏi nhà này cho tao mà. Để xem. Rửa tao không? Tao ở đây luôn. Cho mày. Cho bạn đàn bà như mày đi luôn. Giờ tao gà vịt các kiểu trộm hết rồi, tao không cần lên lều đâu mày à. Tao sẽ ở đây cho mày mà xem. Bây giờ đi vãn ra người, tao vào nhà người tao ở nhá. Giờ gà vịt lều tao cũng không có, trộm hết rồi, tao không cần phải về nhá. Mày thích lườm không? Tao sợ mày chắc. Mày ăn chết đi. Anh ơi, mày làm cho mày bê vào đi. Bê cái bát keo tay đi vào, tao bê cái này vào trước. Mày mà ăn trước mày chết tao. Tao không ăn trước nhưng mà tao vẫn đợi nhưng mà. Mày làm nhanh lên. Mày đi nhanh lên. Tao đói đấy, tao có đau tay không? Em, thì để em xào tới đấy. Thì để em xào à? Vâng, em xào. Cô lấy cơm lắm rồi á, à. Cô lấy thịt cho nhá. Mình chỉ lấy thịt cho cô lắm nhá. Nấu nhanh lên. Lấy thịt lắm nhá. Thường em có nấu đọc cơm và thịt nhá. Chị ăn đi. Thế nè, ăn được không? Đó. Cô ăn được à? Mệt quá. Bây giờ em nó mà còn ở đây em chưa về đâu, thằng nào liệu em bây giờ gà vịt cũng mất hết rồi. Ừ. Nếu mà nó còn ở đây thì em sẽ ở đây đến lúc nào nó về thì em mới về. Thật nhá. Em ở ở đây với anh thật nhá. Em không cần về đâu. Thì trước sau thì anh cũng sẽ đón em về ở đây cùng anh, thì ở đây với anh nhé. Ok kia làm nhanh lên. Em xới cơm nhé. Ok. Anh cho nó ở đây nhé. Chắc là nó nghe lời chị gái em bên đây. Chắc là bà chị gái anh không bảo nó lên đây thôi. Chứ còn không tự dưng ai mà biết lên đây, còn thuê cả cái ông nào chở lên đây nữa. Hôm nay em tưởng là anh dẫn người yêu về tận em định về rồi. Đâu, anh không biết là ai đâu. Kể cả bây giờ anh cũng đã hỏi tên, hỏi nhất thì anh cũng không biết đâu. Đã được hỏi tên là ở đâu đâu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy. Hôm nay về đây lúc anh đang ngủ chứ, đang ngủ. Mày nấu ít cơm thế à? Mày định nói xấu tao hả? Ai nói xấu mày? Tao mày... nói xấu mày cũng không sao cả. Cái này mày cắt bò lên đây thì bọn tao nói xấu cũng chả sao hết. Đi. Sao mày lại không lấy bát cho tao? Tao lấy bát cũng được. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Quả con ăn cơm đi. Tối nay ngồi cơm nhé. Ăn cơm. Tao không đi mày làm gì được tao. Mày thích ăn mày cứ tự đi lại lấy anh. Tao không cho mày ăn cơm luôn. Con ngồi xuống đây. Mày muốn ăn gì tao nói. Tao ăn mày làm gì được. Mày muốn ăn bát mày tự đi lấy. Thôi em ạ, cứ cho nó ăn cơm đi. Nào trời đánh khánh mới ăn mà cứ cho nó ăn cơm xong rồi tí nữa anh đuổi nó về. Anh nhưng mà sắp tối rồi sao anh không đuổi nó về luôn? Dạ, cho ăn cơm xong thì giờ nhưng mà về. Anh không cho nó về là em về. Thì đằng nào mình cũng làm việc tốt thì cứ làm như vậy. Cho nó về. Là cũng mời đây nhé. Cũng mời đây nhé. Thì nghĩ cho tao mua không phải của mày mua nhé. Đúng anh rồi. Lên, tao đói rồi đây nhá. Tao cho mày ăn, ăn cái này. Cuốn nhất. Anh ra ăn xấu à? Thế sao, sao mày? Tao không ăn. Tao không ăn. Tao vẫn ăn. Ăn rau cái này. Mấy rau để đây đi. Đừng. Cái thịt này là anh mua mà. Ơ. Cái này em nấu không cho. Biết là em nấu nhưng mà đây là nhà anh mua cơ mà. Đừng. Em đừng có mà quá đáng nhé, anh có biết em là ai đâu. Mày đừng có mà ăn thịt của ta. Em ở đây ăn cơm thì ăn cơm xong rồi tí nữa đi về nhá.
Em đừng có mà này mà. Cuốn ăn đi. Mày đừng có mà ăn. Em đừng có mà quá mày đáng. Em mới là người ăn rau ấy. Đây này. Không. Mang đây anh lấy cho em. Nấu cái này, em ăn hết. Em ăn. Em đừng có mà quá đáng, anh không biết em là ai đâu nhá. Tự dưng hôm nay đến nhà anh như quấy phá kiểu này anh không thích đâu. Tí nữa là em mang cả quần áo em đi đi nhá. Em không đi đâu, em ở đây. Cho anh không cho em đi. Ở đây đâu. Em ở đây. Mẹ rau đi, mình không ăn thịt nhiều nhé, ăn thịt nhiều hết thịt người ta. Nhà mày, nó lên sao tới này. Ê, nhà anh mà. Nhà anh với em đi. Trước sau thì cũng là nhà của em thôi, nhưng mà trước cái nhà anh không biết là ai đâu. Mày ăn cái thịt của tao. Thầy đi ăn thịt của tao nữa. Cũng ăn thịt nhiều nhé. Thế mẹ ăn đi, mẹ ăn cho tao xem nào. Em cứ lấy thịt ăn cho anh. Cái thịt này anh mua mà, không phải sợ. Trước sau thì cũng ấy thôi. Trước sau thì em cũng về với anh. Em đừng có mà quá đáng nhé, đây là nhà anh đấy. Anh đừng cho loại người này ăn. Em ăn. Nó không làm gì đâu, nó lười á. Anh đừng cho nó. Đừng ăn đi. Em buồn cười thật đấy, ham ăn. Em này ăn nhiều cơm rồi nhé. Hôm nay chắc là đói lắm rồi đúng không? Cơm nhà nhé. Hôm nay ăn nhiều cơm rồi nhé. Thì cứ bón. Mày không làm gì mày chỉ ăn tao thôi, mày đừng có mà thịt. Nhà nhà tao không phải nhà mày nhá. Giờ cái mày ăn mày không làm nói nhiều nhá. Mày ăn chồng của tao. Mày ăn nhiều. Này nhá. Đừng có mà quá đáng nhá. Mày thích nói nhiều. Thế mày có ăn không? Vừa dậy đi. Anh còn không biết là em là ai từ đâu đến đây mà tự dưng lại làm như thế. Thế thì bà chị gái của anh bảo em như thế nào? Bà em lên đây em làm như thế? Bây giờ em lên đây ở với anh rồi nên là em không biết đâu. Bây giờ em là chủ nhà. Chủ nhà cái gì? Anh em chưa xin mày chưa? Đấy, mà là, chị gái đi, đây mới là người yêu của anh. Chị gái của anh em hỏi cho. Đi hỏi bố mẹ em đàng hoàng mới, em mới về đây ấy. Mà anh không bao giờ chấp nhận mày đâu. Mai khắc chấp nhận. Bây giờ chưa chấp nhận, mai khắc chấp nhận. Em ăn nhiều nhé. Nước. Các mẹ cuốn đi lấy nước rồi. Cuốn lấy thịt cho cuốn nha. Không. Anh không yêu em đâu. Anh nói rồi anh không yêu em đâu. Anh yêu em đi, em không. Không. Anh có người yêu rồi. Anh có người yêu rồi. Anh yêu mẹ cái cún đây này, anh yêu mẹ cái cún đây nhỉ, cún nhỉ. Có con, có chồng, có mẹ cún thôi nhỉ. Thôi anh yêu em đi, đừng yêu nó nữa, cho nó về nhà của nó đi. Không, anh không yêu nó đâu. Anh cho nó về nhà của nó đi, đừng cho nó ở đây. Anh không yêu em đâu. Anh chỉ yêu mẹ cái cún này thôi, anh không yêu em đâu. Anh yêu em đi, đừng yêu nó nữa. Em có ăn cơm thì ăn cơm xong rồi, tí nữa mang quần áo về đi nhá. Anh không biết em là ai đâu. Em ở đây đâu. Với lại anh em ở đây đâu. Anh cũng không có tình cảm với em đâu, anh nói thật. Anh cũng không có tình cảm với em đâu. Anh yêu em đi, mẹ hai mẹ con nó cho về nhà nó đi, đừng cho ở đây nữa. Em bỏ tay anh ra đi, anh cũng không có tình cảm với em đâu. Em đừng có mà kiểu ép anh yêu em, anh cũng có tình cảm với em đâu, anh có yêu em đâu. Bây giờ chị gái anh có biết em đâu. Anh hỏi em đàng hoàng rồi, hỏi bố anh mẹ hỏi, em, mà, em về đây ở với anh. Nhưng mà ai hỏi, anh không được đi hỏi đâu, đúng không? Đấy là chị gái của anh sắp xếp chứ. Chị gái của anh sắp xếp là em phải yêu anh đúng không? Nhưng mà anh không yêu, em phải hiểu thế. Bây giờ anh chưa yêu, mai anh yêu. Không, anh cũng sẽ không yêu em đâu. Đấy, này để cho mẹ cún đi nhá. Vâng, chị yêu nhá. Mày lùi ra đây. Đúng rồi, em ngồi đây. Mày đừng ngồi vào gần, mày thích gác chân nó. Chỗ người yêu tao. Ok. Thế sao mày, chúng ta đi mày vào đây đi. Đây người yêu tao, tao muốn. Chỗ này người yêu của tao nhá. Chỗ người yêu tao mà mày dám về tên chiếm à. Mày đấy, tao cầm đi sao. Đây là người yêu của anh thì anh thích cầm lúc nào chẳng được. Anh đừng cầm. Dịch đấy, mày dịch đấy. Nào. Mày dịch đấy ngồi. Em đừng có mà. Ăn cơm thì ra mày ăn cơm. Mày kéo tao tụt hết rồi nhá. Anh chẳng quen biết em là ai cả. Giờ em ngồi đây nhé. Ừ, em ngồi đây nhé. Em ngồi đây từ đây. Tao mày nhìn cơm thôi. Ngồi hẳn lên từ đây.
đây. Đấy. Mày làm gì được tao? Làm gì được tao? Mày không được ngồi. Thế lúc tao đi mày ra đem gì? Đây, tao ra đây nói chuyện với anh. Người yêu tao thì tao kệ tao. Mày nói xấu gì tao? Tao không nói xấu lại gì lại mày. Nó bảo em ấy vừa già vừa xấu. Mày chả xấu. Mày có chồng mày không xấu, xấu tao không yêu mày. Cố nâng cân nhiều nhá. Bây giờ chị yêu vừa mới gặp chị yêu mai khác yêu. Đây mới là người yêu của anh đây này. Tí nữa ăn cơm xong à, anh lên lấy quần áo về cho em thay trong tối nay em đến. Không cho mày có lấy tấm ổ ra. Tí nữa mình đuổi, tí nữa tối mình đuổi đuổi nó ra khỏi nhà xong rồi mình đóng cửa vào. Về, tao nói cho mày biết. Về. Ăn cơm đi thôi, ăn cơm đi, đằng nào cái cún cũng đói rồi, trẻ con thế này. Ừ. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi xong rồi tí nữa còn đi đi về. Anh có biết em ở là ai đâu đâu? Em ở đây anh. Ừ, tí nữa anh lên. Đằng nào đều cũng gặp cho tôi chụp nha. Ừ, tí nữa anh lên lấy con áo. Nghe thấy không? Tao ở đây, đang cho mày ở đây. Tao ở đây sao? Tao đi đâu vậy nhá? À, để chú bón cơm cho cún nha. Rau xanh mày lắp cho tao. Cún ăn nhiều vào nhá, hôm nay cún theo mẹ đi đâu cả ngày mà. Đấy. Đói chưa? Mày lại sao kéo người yêu anh thế? Cả hai mẹ con ăn xong đi về ngay. Cả cún ăn xong của mẹ đi về nhé. Cún lên, cún lấy thịt cho cún nhé. Cún có chan canh không? Đừng có mà ăn cơm cũng đi quay nhéo nhau được. Để tôi chan canh cho cún. Bắt đầu ngay ngay. Thì sao? Thì nó mà quấy nhiễu nhau nhiều. Rồi, cho nó ăn cơm xong rồi tí nữa nó về. Đây, em xoay cơm em ăn đi. Xong rồi cho nó ăn cơm xong nó về. Đấy, chan canh đây rồi đấy. Đấy. Mày láo mày ăn. Mày dịch vào đấy. Ok, em cứ dịch vào đây cho anh. Mày định dịch vào đấy. Em gì cơ mà anh không quen biết em đâu. Em đi để đi về. Đấy, anh không biết em là ai đâu mà tự dưng đến đây quấy nhiễu tình cảm của anh là như này là như nào. Mày đừng có lên đây nhá. Bây giờ tao ở đây, tao không đi về. Mày không đi về, ăn xong mày về. Tự nhiên lên đây quấy nhiễu tình cảm của mình nữa. Hay thật đấy. Cái bạn này chẳng biết ai đâu. Thế mày có ăn cơm còn bảo? Tao ăn cơm luôn. Ăn rồi. Mình cũng ăn đi. Này ta để cho người yêu tao ăn. Em ăn cơm rồi nhé. Mày có ăn cơm à? À. Anh bón người yêu của anh chứ anh bón em đâu mà. Đây là người yêu của anh chứ. À. Thế em xin đây, xin gái hơn nó cả. Xin mà anh có yêu em hơn à? Anh đừng bón cho nó, em bón cho em đi. Em xin gái hơn nó cơ mà. Anh đừng bón cho nó. Anh bón người yêu của anh chứ, anh có bón em đâu mà. Anh bón người yêu của anh. Anh đừng bón cho nó. Thế anh cho nó. Không. Mày hát thôi ra đây anh được. Xem người yêu tao bón này em bón tao. Anh cho ai đấy, anh cho em về cho nó. Em ai? Ta. Thế là này, tại mày mà người yêu tao không bón tao. Ngon nè. Người xấu xí như này. Cút ăn nhanh lên để đưa mẹ về. Không phải ở đây nữa, mày đúng không? Không thích chồng tao ở đây. Chồng mày nghe một cười thấy yêu tao, bây giờ tao ở đây, chồng tao. Sau này người yêu của anh với anh lấy nhau thì trở là vợ chồng với nhau. Không, bây giờ em đừng có mặt đến đây phá hạnh phúc của anh nhá. Em ngồi đây. Em ngồi đây. Mày ngồi đây cái đây. Em ngồi đây đây. Đấy, em ngồi đây đây đi. Đừng có mà. Em ngồi đây. Chỗ em đi ra đi, anh có biết em là ai đâu mà tự dưng này đi ngồi chỗ của người yêu của anh nhỉ? Mày thích ăn, người ta bón cho mày, thích ăn, thích ăn. Mày ăn, mày ăn, mày ăn, mày ăn đi. Mày ăn đi. Chúng bón cho chú nhé. Sao mày ăn? Ăn thịt đi, với hai mẹ con em đi. Anh không ăn đâu. Em để đây cho anh ăn đi nhé. Đừng, anh ăn nhiều vào không khí hai mẹ con em hết đấy anh. Ăn nhiều vào. Ăn chú nhé. Mày muốn ăn à? Mày muốn nhìn à? Mày ăn đi, đi. Thôi đây chỗ của tao không phải chỗ của em mày đâu. Em mà không tạp như thế, anh mày, ấy, anh chẳng biết em mày là ăn thì mày đi về ngay nhé. Mày đứng mà quấy nhiễu nhà tao, là người yêu tao. Bây giờ tao ở đây, tao làm
chúa đây. Đủ cái gì? Em hỏi anh ra, anh có biết em là ai không? Thầy cút về nhà mày. Đây, đây mới là người yêu của anh đây này. Đây mới là người yêu của anh đây này. Mày đi về ngay. Mày cả cún nữa, rủ mẹ đi về đi. Đứng mặt ở đây nữa. Cún ở đây thôi, cún ở đây với người yêu của anh ở đây thôi. Nhà cún nha. Tí nữa tao bảo gì tao lên lều lấy quần áo về đây luôn. Tao ở đây anh nghĩ là anh lên sách cái chú quần áo về nhé. Tao ở đây tao không cho mẹ ở. Ờ, tí nữa là anh lấy quần áo cho em lấy cuốn nhất. Tí nữa chú cuốn không có như thế. Anh sách cả cái cuốn về đây. Ừ. Anh ở đây luôn. Để tí nữa chú lên lấy quần áo cho cuốn nhé. Nhá. Mày dọn mâm, anh ấy bảo nó dọn mâm đi. Không ăn đấy. Mày không ăn thì mày dọn đi. Đáng rồi, không ăn. Anh chẳng biết là em là ai đấy. Na rồi. Cuốn no rồi à? Ừ. Cái mắt nó mà mày đi. Em này, em là ai mà đòi chỉ lấy yêu của anh? Mày đi mà dọn mâm đấy. Mày dọn đi, anh bảo nó dọn mâm. Dọn mâm nha. Em không dọn đâu, cho cái chị này dọn, cái con này dọn. Con này là con nào? Người yêu của anh, còn còn con này, con kia. Mày không làm gì thì mày dọn mâm đi. Mày dọn mâm rồi, mày dọn mâm. Kể nó đi. Thế là có ăn cơm nữa không? Em có ăn cơm nữa không? Em không ăn đâu. Không ăn thì xếp quần áo đi về đi. Em không về, cho cái con này về, em không về đâu. Em cứ ngồi đây với anh nhé. Tao gọi con như thế này, đứng mà lá máu. Em cứ yên tâm. Nhanh thôi, gọi cả cái đồ này. Mày dọn đi ngay. Không phải nhìn. Ủa đang cơn lo chưa đấy? Mà không biết, đi, 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 đi. Mình đi, ta xem nó có em đã dọn xong rồi, đi về đi, mang quần áo về, đi về đi. Mày không được bỏ lo nhé. Cả cuộc đời này, chị yêu ông, em không lo nhé. Ơ kìa. Mày đi về ngay, mày ăn cho xong đi về, mày không làm gì. Mày đi về đi, tối là tao ở đây ngay. Mày không làm gì, mày đi về đi, mày đi về đi. Bỏ người yêu anh ra, người yêu của anh cũng ở đây thôi. Mày không làm gì, mày đi về đi ngay. Bao nhiêu việc ở đây tao làm hết. Bây giờ tao ở nhà này. Mày đúng không? Anh bỏ ra, anh bỏ nó. Mày sợ tao đấy. Kìa. Sao mày không chịu về tao có người yêu rồi, anh ấy cũng yêu tao rồi. Anh ấy cũng yêu tao thôi. Bây giờ mày đi về đi, mày về nhà mày đi. À, em đừng có mà lôi kéo người yêu của anh như thế nhé. Mày đi về. Anh không biết em là ai đâu, từ dưng đến đây đòi phá vỡ hạnh phúc của anh à? Mày muốn ở đây thì mày phải đi làm việc. Tao làm, mày đi làm đi. Mày đi mà làm nhé. Có em muốn ở đây thì đi làm việc mới đúng đấy. Không, cho mấy đoạn người đi làm việc. Anh ôm, xấu xí nhưng mà người anh yêu. Đi ra người yêu của anh chứ. Út rủ mẹ đi về đi. Để đồ đi về. Út rủ mẹ đi về. Cún ở đây thôi nhỉ, cún nhỉ. Cho mẹ ở đây nhá. Cún ở đây chú thôi nhỉ, cún nhỉ. Này nhá, trẻ con nó không biết cái gì đâu nhá. Còn tay mày đi về đi nhá. Cún thích đi về hay cún thích trẻ về? Trẻ con nó không biết cái gì đâu, cún cún về đây cún ôm rồi nhá. Cún đi về nhá, cún đi về nhà cún nhá. Ôm nhá. Cún rủ mẹ đi về nhá. Về nhá. Về nhá. Cún về cún ôm nhá. Đứng lại đi về. Người đi về là mày, tao không về đâu. Đi về ngay, đứng lại ở đây. Mày thích thì mày đi mà về nhá. Cho đây là nhà người yêu tao, không phải nhà mày nhá. Không về. Anh lên lều lấy quần áo cho em đấy thôi. Ừ, thế thì anh lên lều lấy quần áo cho em nhé. Để chú lên lều lấy quần áo đi cho cún mới nhé. Nhé. Anh đưa hai mẹ con này về đúng không? Đưa cái gì? Đứng chợ ở đây nè, đứng trong đó. Em ở tận đâu, đúng lý em đi về đấy. Này, kéo được cả dây áo của người yêu anh tuột ra rồi này. Này. Em đừng có mà láo nhé. Không, không, anh lên lấy quần áo cho em. Em ở đây nhé. Lấy cả cái túi này. Đấy, à. Anh muốn đi lấy ăn cơm xong rồi nhé. Quần áo của em đây. Em cầm về đi. Đây này, mang quần áo lên đây làm gì? Anh có biết em là ai đâu. Em cầm cái quần áo này đi về đi. Anh không cho em để đây sao? Này, này. Này. Đi em, về. Cầm quần áo đi về. Cầm quần áo đi về. Cầm quần áo đi về. Không. Tao không về, mày về đi. Cầm quần áo đi về. Cầm quần áo này đi về, anh không biết em là ai đâu. Mày về đi. Cầm quần áo này đi về. Anh lấy quần áo cho nó về đi. Cầm quần áo này đi về, đi ra khỏi nhà anh không biết em là ai đâu. Em đi về đi. Em đi về đi. Anh không biết em. Về đi rồi.
người yêu tao bảo mày đi về ngay. Này, bỏ tay đi thôi, nhanh người yêu của anh ở đây rồi, em đi về. Đi về ngay, em đi về đi. Không, đi về, mang quần áo rồi em đi về nhé. Anh không biết em là ai ở đây nhé, em đi về ngay. Đi về, mang quần áo đi về ngay. Đi về, đi về, đi về. Người về là mày nhá, người về là mày. Đi về ngay, anh không biết em là ai đâu. Cầm quần áo đi về đi, đi về đi. Em về. Cầm quần áo, cầm quần áo. Cầm quần áo đi về đi. Mày đi mà về. Đi về. Không, trước sau thì anh cũng sẽ đón ở về ở đây thôi. Anh cho hai mẹ con về đi. Đây. Đồ. Mà đừng có sợ nhé, con ở đây rồi đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Mày đi về đây. Này, bút. Này nhá. Đưa về này. Người yêu của anh ở đây thôi. Cho hai mẹ con về đi, cho không. Em ở với anh. Đưa cái bùi đây. Một mình em ở với anh. Đưa cái sọt này đây. Mày đi vào về tao về. Người đi về với lại. Đi về. Đi về. Đi về. Đi về đi. Về đi. Đi về ngay. Đi về. Mày nhá. Này bỏ ra. Mày đi vào về nhá. Đi về ngay. Thì không để quần áo ở đây đâu. Đây là nhà của anh ấy. Đây là nhà của anh thì em phải hiểu. Đây là nhà của anh, em đi về ngay. Em đi về đi. Em đi về ngay. Đi về. Em đi về. Em đi về. Em đi về ngay. Đi về. Hai mẹ con về. Con về nhá. Em đi về đi. Em không phải về làm gì nhá. Em không phải về làm gì nhá. Em cởi cái này nhá. Em không cho người yêu của anh ở, em không có quyền can thiệp vào đây nhá. Em không có quyền cấm vào nhá. Anh về, không có quyền cấm vào nhá. Anh về, không có quyền cấm vào nhá. Còn cái này là thiếu để giải ăn cơm, không phải bớt bé bét. Mày về đi, tối ở đây. Em lấy cái quần áo này của em đi về đi nhá. Anh không biết em là ai ở đây đâu nhá. Em đi về cho anh. Anh không biết em đâu. Mày đi về ngay nhá. Còn đây là người yêu của anh rồi. Anh đi. Mày đi. Anh sẽ đi. Mày đồ của mày đâu? Mày lấy đi về ngay. Mày không ở đây. Muốn tắt tay mẹ đi về đi. Đứng ở đây. Em bỏ nhá. Bỏ người yêu anh nhá. Tay mẹ đi về đi. Anh không biết em là ai đâu. Đừng có mà quá đáng. Đây là người yêu của anh. Mày đừng có nghe lệnh của chị gái người yêu tao về làm thế nhá. Bà chị của anh bảo em như thế nào mà em lên đây em quấy phá anh như thế. Để anh ngày mai kia anh tìm bà chị của anh tính sổ. Bây giờ anh không về nhà con này. Không về, em đi về đi, người đi về là em mới đúng ấy. Để lấy con áo em cho nó về. Đi về anh. Mày đi về. Chỗ mày đây, mày về. Này nhá, quần áo của em đây, em đi về đi. Em ở đây, em anh đưa nó. Anh không cho em ở đây đâu, đây là nhà của em, không cho em ở đây. Mày đi về đi. Mày về. Em phải đi về. Em phải tao ở đây. Em phải đi về. Đây, thấy không anh? Đi về, không quá nhiều. Đi về. Đi về, ngay đi thôi, quá nhiều nhá, đi về. Đấy nhá, đi về. Em ở đây, em ngoan mà, anh cho em ở đây. Anh không cho em ở đây đâu, đi về. Không quá nhiều, đi về. Đi về nhá. Người về là mày. Đây là người yêu của anh nhé. Em ở đây làm gì? Anh có yêu em đâu mà em ở đây làm gì? Anh cũng sẽ không yêu em. Từ giờ về sau anh chẳng yêu em. Với lại anh cũng có biết em là ai đâu. Ngày đầu tiên anh gặp em thôi. Bây giờ anh mới gặp em anh chỉ mới gặp em lần đầu tiên thôi. Đi về đi. Anh ôm nó thì làm sao? Đây là người yêu của anh. Đúng sao thì cứ nó nhỉ. Đây là người yêu của anh ấy. Đừng có mà. Bỏ người yêu ta ra. Mày đi ra ngoài nhé. Anh lên lấy quần áo cho em đi. Thì anh lên lấy quần áo cho em nhé. Tí nữa nhá, anh mà lên lều của anh lấy quần áo của người yêu anh về. Còn thấy em ở đây nữa, xem anh đuổi thẳng của em về luôn. Không phải đợi, đi về. Còn quần áo đi về ngay. Đuổi bao nhiêu lần rồi thì không đi à? Nói bao nhiêu lần thì không muốn chuyện đi à? Cầm quần áo đi, đi ra đây. Đi ra đây, đi về ngay. Đi về. Nói đi. Đi về. Em đi lấy dép của
Em đi lấy dép của cái đứa này thì lấy cho anh. Đây dép này. Đi dép vào đi về đi. Đi dép vào đi về đi. Đây. Dép đây. Chắc là cái đứa kia đi về rồi. Bây giờ mình hai mẹ con mình có chỗ ở nhỉ, mình ở đây mình không đi lên leo nữa nhỉ, mình ở đây với chú luôn nhỉ. Mình không về leo nữa nhỉ. Con có thích ở đây không? Thích ở nhà chú không? Hãy thích đi lên leo ở hai ở nhà chú. Ở nhà chú thế bây giờ mình ở đây thôi nhỉ. Đi ra đây ngủ đi, nằm đi. Ơ mày chưa đi về à hả? Mày chưa đi về à? Tự nhiên tao với mày đi về, mày chưa về, mày về đâm đi. Phải cưa cắt cây này đi anh nhỉ. Để là xong. Chỗ hết mà
thế luôn. Mấy cái củ bát tải cũng thôi. Mời em đào hộ anh nhé. Vâng. Sợ gì bà ấy? Hôm nay em gặp ở đấy bà. Bà sợ gì bà chị của anh? Hay là cái bác tải này là chị gái anh lên nhổ lấy nhỉ? Anh chẳng biết được, nhưng mà bà ấy cũng có cái tật xấu lắm. Từ bé rồi. Là bà lên lấy nhỉ anh nhỉ? Từ lúc anh còn trẻ con rồi, bà ấy cũng hay đi trộm vặt lắm. Trộm vặt ấy. Hiểu không? Là bây giờ không biết là thế nào thôi, nhưng mà ngày trước kia toàn thế mà. Nhưng mà bà lấy đi làm gì nhỉ? Anh chả biết được. Không, bà lấy đi bán. Không biết được, không cũng không biết có phải bà lấy không. Nhưng mà không có ai dám phá hoại ở trên đất của anh đâu. Cái đất này của anh mà. Không biết ai lấy. Em đào cẩn thận nhé. Em hỏi anh kéo cái cưa này một tí được không? Anh gọi cái đấy hỏi anh đi cũng được nhé. Ui, cây này có cả nước chảy ra này. Thằng nào anh vác mới thấy nặng thế. Rất một lần rồi.
không? Anh vừa chặt được 2-3 cái rồi. Em hộ anh chặt cái này nhé, để anh đi đéo cái kia nhé. Làm cẩn thận nhé. Ôi em chặt đứt kìa. Cái cây này đến đâu ấy? Có cái cứ 1, 2. Đây là cái này được 1 cái dài, 3 cái ngắn rồi, bây giờ 1 cái dài nữa. Đây em ạ. Đây. Em lên đây nhé. Anh nhấc cái này đỡ vừa. Cho nó. Ừ. Cái này nó phải dài. Đấy cái này. Để chặt. Rồi. Em đi cẩn thận nhá. Cái này dài. Vâng, cái này cái dài em ạ. Cái này đúng. Ừ. Em lấy đất xuống. Ừ. Xong rồi à? Xong rồi. Nặng đấy em ơi. Nặng lắm ấy. Đấy, đấy là cái ngắn mà. Ừ. Cho cái đấy nhé. Anh tí nhé. Được rồi. Em ơi cái đấy nặng lắm, để tí nữa anh hộ nhé. Em chôn cái cột này xuống nhé. Ừ em chôn đi nhá. Để anh chặt cái ghế này nhá. Em ơi, có mệt không? Hả? Ừ, em lấy đi, để anh làm cái này. Anh về đo cái này cho em với. Dạ. Lấy về đo cái này cho em với. Em cứ để đấy trước đi.
anh để đấy trước đi, để anh lấy cái này đi xong rồi anh đo luôn. Không chịu. Cho cái này xong rồi. Ơi. Cho cái này xong rồi. Cho cái đấy nhá. Cái lỗ này chắc phải lấp đi thôi em. Cái lỗ cũ này. Không một tí trượt chân xuống đấy. Sợ con cún nó dám vào gãy chân đấy. Sợ con cún nó dám vào nó cụt chân xuống đấy. Được chưa? Như này được. Ừ. Này ok rồi. Đẹp anh nhỉ. Cho cái cây này này, chắc cho cái cây này lên đi. Cây nào em? Cây này. Cho cái cây này lên. Ui, cây này nặng quá. Nhưng mà cho cái cây này lên là mới chắc. Cho cây này này. Cho cây này lên đo trước. Em ơi, từ từ nhé. Từ từ á. Để anh xoay xoay xoay. Xoay thế kẹp tay. Từ từ. Còn ở đây chưa vào được em ạ. Đập đập xuống được này. Không xuống được đâu. Em chờ một tí nhé. Cái lỗ kia hơi bé nhỉ. Ừ. Đấy xuống. Cẩn thận cái tay nhá. Nó phải buộc vào như này anh nhỉ. Nó phải buộc vào. Đây không, chỗ này chưa xuống được này. Cho kênh cái này nữa nhỉ. Ừ. Em ơi, hộ anh Khanh về nhá. Chắc là đi vòng qua đây thôi nhỉ. Vừa mới vừa luôn em nhỉ. Rồi. Yeah. Thương em quá. Em buồn đấy. Buồn. Cái này được không anh? Cái này lấy vào đâu? Ngắn này nhỉ? Làm dài một ngắn, tí. Phải làm dài hơn. Không đo cái đấy à? Để như này nhỉ? Đấy, để như này. Để nó cái nách cao lên một tí nó mới đỡ ấy ấy. Đưa vào đấy. Mày nếu mình lập cái đây nữa. Tiến về cái nhá. Anh chặt luôn nhá. Em định gọi cái này làm hai cái được. Không được đâu. Không được đâu.
Chặt luôn cái này xuống nhé. Tay xuống mặt tía. Đây nhá. Đỡ mưa vào. Đây nhá. Đến đây. Đến đây đi. Dạ. Đến đây nhá. Rồi, lấy cái này đi đâu được. Em về đây về chặt nhá, em đi dọn thịt dê ra nhá. Vâng. Anh chặt cho nhá. Mày lại lên đây rồi. Nãy ra đi qua nhà không thấy mày, ta tìm mày không thấy, hóa ra tao đoán không sai đâu mà. Mày lại lên đây rồi nhá, mày nhá. Mày. Nhặt cái cây lên đây nhá. Vâng. Đấy, tao đoán không sai mà. Mày lại lên đây hả? Cái cây lên đây làm gì? Mày lại lên đây với thằng hồ nó à? Hôm hôm qua chị gặp anh ấy lúc em đi nhặt ve chai. Nó gặp em ở ngoài đường, nó chả cảnh cáo em. Chà. Thế sao hôm qua chị cảnh cáo người yêu em làm gì? Nó bảo không cho em. Tao đã bảo em đi dùng không cho anh. Mày qua lại với nó rồi. Chị xâm hại lên nhà em làm gì? Hả? Bình tĩnh em, mình giải quyết. Chị tao lại đánh con bây giờ. Mày. Thế chị lên đây làm gì? Nắng nôi nữa lên đây làm gì? Tao lên phá mày. Đấy, em nghe nói chồng chị bỏ chị rồi sướng chưa? Đấy. Tao lên phá mày. Cái tội ăn ở ấy, không tốt đây nó mới thế đấy. Ừ. Tội ăn ở không tốt, mới bị chồng bỏ thế chưa lên. Người yêu em không cho ở cùng, thấy chưa? Không cho ở thì tao lên phá. Chị đi về đi, ngày ngày chị lên làm gì? Tao lên phá đây, tao lên phá nói. Thế hôm qua chị đánh người yêu em làm gì, làm bảo rơi cả hố. Tụt chân xuống cả hố. Này nhá. Chị ngày ngày chị lên đây quấy làm gì? Thế là em nghe đâu chị bị anh đuổi chị chưa chừa. Đuổi kệ tao, hôm trước tao về xin mày, hôm mày không cho tao ở. Thì tao lên phá nó, bây giờ rồi, mày lại chị lên. Với em chẳng liên quan gì cả. Bây giờ chẳng liên quan gì với nhau cả. Chị cút đi về nhà chị đi. Tao lại tát cho mày mặt vênh lên trời bây giờ. Em đố chị dám. Mày đừng có đố, mày đừng có đố. Ta đây. Mày đừng có đố. Ta đây. Mày nhá. Do chị ăn ở không tốt bị chồng đuổi ra khỏi nhà mới sướng đời chị. Mày à, mày có chí tao sướng đời chị. Nếu mà chị mà tốt thì chồng chị đã không bỏ chị rồi, thấy chưa? Hôm nọ thấy nói em bảo là đấy, do em không tốt thì chồng chê, chồng bỏ chồng các kiểu, thấy chưa? Thì mày tốt dám mày nên là đấy, ông trời nó đấy. Có mắt đấy chị ạ. À. Thấy chưa? Thấy chưa? Mày cũng tốt lắm nên là em trai tao mới theo mày ấy. Đúng rồi. Thế chị còn lên đây làm gì? Bây giờ nhá, tao bảo mày đi về với tao. Em về nhà làm gì? Việc nhà mày mày cũng lo đi. Việc nhà em thì một mỗi một mình em, khác ở nhà thì em có việc gì để em làm? Mấy cây cối các kiểu. Cây cối các kiểu thì em chăm sóc xong rồi. Con này bảo mấy ngày nữa về ở với anh. Có cái lịt. Tao lấy thằng cò về ở đây, tao không cho mày qua lại với nó. Còn lâu, em còn lâu mới cho chị ở. Không, tao cứ lên đây phá. Thế sao chị không về ở với chồng chị đi? Đáng đời chị bị chồng bỏ, đáng đời chị luôn. Bỏ đi kìa tao. Mày cũng bị chồng bỏ ấy, mày cũng đáng đời mày kìa. Ờ, nhưng mà chồng bỏ thì chồng em đi bò bịch chứ, còn như chị sướng, đáng đời chị. Chồng tao cũng em đi nha. Bò bịch. Nát rượu, say rượu. Về đánh tao. Thế là chắc chị do chị ăn ở không tốt thì chồng chị mới bỏ chị. Tao á, tốt chán. Đấy, em thấy rồi, cái mồm chị không ác lắm, nó mới thế. Tao mồm ác kìa tao. Thế tao mới về chửi mày ấy. Mỗi một cái mồm mà lắm lời đấy. Tao lấy em trai tao đi về nhà.
Em cũng không về với chị đâu. Mày không về, về thì cũng chỉ về nhà đâu. Em thôi. Mày đi về nhà mày đi. Mày. Về cũng chỉ về nhà em thôi. Mày, mày đi về đi. Em về với chị làm gì, chị bỏ ra. Không, chị suốt ngày tao về phá nó rồi, mày nhá. Mày chị khác về đi, em không về với chị đâu. Em còn anh ở... ấy ở đây hộ em sao em về được. Em còn ở đây là lều. Hộ em làm sao đây, cái bếp này mới về. Việc nhà nó không làm việc nhà mày. Đấy hôm nọ nghe nói mày người, thì, nói người yêu em bảo là chị lên đây xin người yêu em ở đây đáng đời chị chồng bỏ. Đáng đời. Chồng đuổi ra khỏi nhà đáng đời. Em trai tao xuống đời chị. Bỏ ra đây. Có mày bây giờ mày đi về đi. Em không về với chị đâu. Chị khác về đi. Về. Mày. Em không cho ở đây. Về. Mày nhá. Về. Đứt rồi. Ôi. Sao đây? Chị gái anh làm gì đúng không? Chị làm dép người yêu em bị đứt đúng không? Tao liên quan gì dép đến dép nó? Đây này. Ai bảo nó đi dép đứt rồi? Đấy còn một chân cho mày luôn. Bỏ, đáng. Bỏ thí cho nó luôn. Mày về nó đáng đời. Đi về. Không ở đây nhá. Đôi dép. Đây là nhà em không phải nhà chị nhá. Đôi dép còn chê mày. Cút đi về. Cút đi về. Cút đi về. Cút đi về nhá. Mày, đây không phải mày là nhà. Mày nhá. Mày nhá. Suốt ngày lên đây quay yêu nhá. Đi. Mày nhá. Cút đi về nhà chị đây. Mày ở đây không phải ở đây. Tí tao lại về phá mày chứ. Mày cứ làm đi. Mày làm đi. Không tí tao lại về phá mày chứ. Không sao đâu em ạ. Có anh đây. Phải lo đi. Dép em đứt rồi mai anh mua dép. Mày à. Chị vẫn còn ném dám ném dép về đây à? Tao đéo về đâu. Dép em đứt rồi. Dép em tao đéo về đâu. Tao đợi mày về tao mới về. Thế chị đợi em về làm cái gì? Chị cút về nhà chị đi. Ở đây em về đi. Nếu mà muốn em về cùng ấy, hộ em làm xong cái bếp này đi. Làm cái gì? Em đố chị dám làm, dám ở đây hộ. Làm cái gì? Hộ em lập mái này, làm các kiểu đủ thể loại, xây dựng cái bếp này lên. Làm xong mày phải về nhá. Ok luôn. Không về tao đánh rồi đấy. Làm chứ làm. Đi kiếm đồ về đi. Đây này. Đồ đạc đây này. Lấy dao về đây. Vật liệu xây dựng đây đây này. Lấy dao về đây. Chị cút về nhà chị đi, em không cần chị hộ đâu. Cút về. Tao đợi nó về. Thôi tao cút về. Kệ xem bà chị của anh xem là có chịu nhiệt được cái làm mấy. Đây mày làm dép tao dây cơ mày giả dép cho tao đi. Mày giả dép mày đây cho tao đi. Còn lâu. Mày giả cho tao đi. Tí tao lại chặt chân bây giờ nhá. Mày ác vừa thôi. Tí tao lại còn không hộ tao cũng về ấy. Thế càng tốt, em mong chị không hộ. Mày bắt chị hộ rồi. Mày em chẳng bắt chị hộ. Mày nấu hết chết. Mày đưa mũ ở đây. Tao rồi. Chị làm gì đấy sao lấy mũ của người yêu em? Nóng thật chết này. Tao hộ mày tao lấy mũ. Chân nóng. Chân nóng á. Em đi chết anh. Anh đi đi. Em đi chết anh. Cho nó đi làm gì? Dép của em thích cho ai đấy, việc của em. Chị còn cản, chị còn ngăn cấm cả đôi dép của em nữa cả. Mày làm nhanh lên xong đi về với tao. Em thích thì về, không thích thì thôi. Chị thích thì chị đi về đi, ai bắt chị ở đây đâu. Tao đợi nó về, tao mới về. Về, chị ở đây làm gì? Thế thì hộ em làm xong đi về. Cái nắng 60 độ này. Lượm, em ơi cái này chặt thế này thôi à? Vâng. Cái cây này. Làm đi anh. Đi về nhà chị đây. Không phải ở đây nhà em đâu. Tao đợi thằng em trai không? Mày ấy tao đích cần nhá. Tao đợi thằng em trai tao ơi. Em trai của chị ở đây thì mất mát cái gì? Đấy, chắc là do chị nghĩ thế, chồng chị đuổi ra khỏi nhà đáng rồi, chị sướng chị. Mày lừa tao. Đưa đây, bố của em. Mày. Không phải mũ của chị đâu. Thích không? Đi về nhà chị đây. Đi đây, đừng chưa?
nhà chị đi. Chị mà xác định ở đây mà hộ em nhá, xong rồi em còn đi về nhá. Nói em không nghe. Anh bảo chị anh về đi. Em có cái chị ấy ở đây đâu. Thôi kệ cho bà ở đây hộ xem bà làm được cái gì, xem bà có chịu được nhiệt cái nắng trắng trang này không. Làm nhanh cái tay lên nữa. Nhanh lên. À, sao chị đã đít người yêu em? Tao ghét nói. Này, bỏ ra. Nhanh lên. Ở đây em ạ. Để anh chặt cho nhé. Bố cây đây. Lượm gì? Bố ra đây. Em biết có cái cây này để chè ra à? Con kia còn mấy cây ra đây. Bổ xong mới nẹp được chứ, đúng không? Anh tự bổ cái cây này chứ. Anh bổ. Nó làm, nó làm. Lấy mũ ở đây, lấy mũ ở đây. Tao đuổi nhờ. Nắng nó chết rồi này. Chị đi về nhà chị đi. Mày làm mũ hỏng hết rồi. Chú đi đâu đây? Chú về chơi thôi. À, chú đi chơi à? Vâng. Nắng nôi này. Ơi. Con nhìn nè. Bà chị về không về ở đây làm gì? Lâu lắm không gặp thì cũng khỏe chứ. Khỏe. À. Thì hôm được chú lên bà lô lên cho. Chú không mang tấm bà lô lên đây cho ấy nhỉ? Vâng. Thế là cháu ở chú này có ghe mái đây chú hộ cháu làm một lúc được không? Được rồi. Xong rồi cháu người công cho chú. Vâng. Rồi thế chú xem nào, chú hộ cháu làm đấy nhé. Vâng vâng. Cháu thì cũng làm thôi nhưng mà cháu không làm được nhanh. Ừ. Dao ở kia ông ơi. À, sao chị đánh nhau ấy? Nhìn nè, làm không làm đi. Lượm nhiều nào. Tao muốn đợi em trai tao đi về á mày. Chị cũng ít mồm thôi. Yên tâm đi, em sẽ đi về nhà sớm với chị. Nhờ được chú đây rồi. Mày nhờ được chú hộ rồi. Làm nhanh đi xong còn đi về. Chị về trước đi. Tao đợi mày về tao mới về. À cái này cho đây chú. Để vào đây. Mày đi về đi mà đem gì? Tao đợi em trai tao. Hai cái lên. Cái này. Cái này lập quá lên trên này một tí. Mưa nó mới không hát vào. Trên đây đi. Đây đi. Ok tao bây giờ chị lúa là cho cái đấy vào là vừa. Ừ. Cái to rồi. Cho cái này nữa anh. Đây. Cái này nó chuối. Cái con kia toàn lên xá cháu ấy. Cháu bảo nó về nó có về đâu. Cái loại mày ấy chồng bỏ mày rồi. Mày còn lên đây mày quấy nhớ tao. Mày tốt đẹp thì chồng mày đéo bỏ mày nhá. Thế rồi. Thế rồi. Đuối á. Hay là cho vào một cái nữa đi. Thưa quá. Cho cái to này vào đi. Thêm cái to này vào nó tin nó chắc được á, chỗ này được á. Thì được rồi. Này. Không thấy chi gì nữa. Nhưng mà hẳn đâu chi chế đâu. Chứ mà chẳng nhớ cái phục nữa. Có gì mà. Thế là chị ở đây hộ, chị cứ việc hộ ấy nhá, không phải ấy nhá. Phải nhiễu người yêu em, quấy người yêu em thôi nhá. Con nhìn, sao mày không đi về đi? Mày lên đây quấy nhớ tao này. Tao đợi thằng em trai tao đi về.
này lên đây có yêu em, với người yêu em hai bắt lên đây. Chị đi lo về mà giữ chồng chị đi. Ngoài nhá. Nó nói nhiều rồi. Cái này lùi lên trên một tiêu anh. Rốt thế. Ai lấy cái này lên đấy? Mày đang quay video mà. Ai lấy cái này lên? Đi lấy cái kia đi. Ngược cơ mà. Hả? À? Lấy cái đầu ra bên kia. Đầu nào? Bên này. Em buộc nhé. Ở đây luôn, lui lên một tí. Không làm rộng quá. Ai giờ mày làm? Mày cút đi về nhà mày đi. Tao nghe nói chồng mày bỏ mày rồi đấy. Cứ lên đây mà quấy tao nhá. Mày nói gì nữa? Sao chị cứ cái thói quen của chị thế à? Đứng nào tận đấy sao nhỉ? Chị né rồi. Mày làm nhanh lên không đi về. Em về không đấy, việc của em. Nãy mày bảo làm xong mày đi về. Ờ thì đấy, thì bây giờ chị phải hộ em làm xong cái này đi xong em đi về. Mày làm nhanh lên. Nói đi thôi. Nghe nói chồng bỏ rồi, lấy con đi đâu đi rồi. Đến đây làm gì, sao mà về nhà chăm chồng chăm con này đi. Con ta để ở kia rồi. Nấp rồi. Ở đây đi trốn rồi. Ở đây đi đi rồi. Con tao mà con tao mà đi. Việc mày à? Thế cái liều mồm. Chị đi lấy cỏ đi. Lấy mà ác. Còn lâu tao mới đi lấy. Có nghe thấy không? Đi lấy cái cưa. Chị đừng có ác nhá, cái cưa đây rồi. Đây này, chị đi cắt đi. Rồi, đi cắt đi. Chị đi cắt đi. Mày tránh ra. Mày làm đi, mày chặt đi. Đâu? Em ơi, em có sao không? Chán đời. Chán đời. Em phải cẩn thận một tí chứ. Cây này chúng mà đau lắm đấy. Còn chị làm nhanh lên, hộ em là hộ em với người yêu em làm xong nhanh lên còn được về. Cháu ở dưới này đợi lạt không? Cái này chú. Lạt đây. Coi lịch cho chú biết lấy lên được không? Chị lấy ít ít còn để em ăn vậy nhá. Biết rồi. Tao lấy đủ một bát canh. Mới biết nấu chưa? Nhưng mà chồng chị đuổi chị ra khỏi nhà, chị đi lấy đi nấu ở đâu? Nấu nhà em trai tao. Thế anh cho chị ấy vào nhà. Anh không. Nhà đấy nhà tao tao cả. Nhà tao chị cứ nhà tao, nhà tao, nhà bố mẹ trước khi mất đã giao lại hết cho em rồi.
Mày không có tiền để tao đi đâu. Kể cả lúc chị đám cưới với ông anh rể kia cũng lấy hết rồi. Lấy hết. Chị lấy thì cũng để lại nhá, để cho mẹ cái cún ăn với. Còn lâu tao mới để cho nó. Rau ở trồng ở kia, bắp cải các kiểu, bây giờ su hào các kiểu, không biết ai lên chặt nát be nát bét kia rồi. Ai mà biết, nhà nó không trông ai mà biết. Chắc chị lấy ai lấy. Chết rồi, nhà mày mày không trông ai biết, trước ngày đi đổ ăn tao. Ai mà biết. Đó. Ai mà trông nhà. Còn lại hết lọc rồi. Còn. Giờ cái lạc là chị em. Hai cắn. Làm nhanh lên em ơi, xong đi về nào. Về chị cũng không được vào nhà người yêu em đâu, người yêu em bảo không cho chị vào đâu. Nhà tao còn lâu tao mới chị. Dạ nhá. Vâng vâng. Cái này chẳng biết có không được không nhỉ? Hả? Tao lấy được một nắm rồi. Em ơi, tối nay mình có rau ăn rồi. Để cho mình. Để đến đấy. Rau lên đấy. Còn là để cùng lên luôn. Cũng lên là. Đây này, được một nắm thôi. Đây anh. Nhà lên xong đi về nào. Dạ, chỗ cũ nhưng mà cũng không lên được. Vẫn đứt đi. Vâng, vâng, đây có cái lạt mới đây chú ơi. Vâng. Làm đi, hỏi người luôn tao. Tao lấy về ăn. Chỗ cũ đấy, cho mình thấy được luôn. Vâng. Đứt đi rồi. Vâng. Có thấy không? Đó. Lên là không chắc bao nhiêu. Cái kia già quá. Cái kia ông lên thôi chị ạ. Em ơi chân. Em ơi nhanh lên, sắp xong chưa? Vâng, sắp xong rồi. Rồi. Xong mình đi về nào. Tí thằng cò ở nhà khóc bây giờ. Thằng cò khóc thì chị đi về trước đi. Còn ở đây đợi em nói làm gì? Tao đợi em trai tao đi về. Tao mà thích ở đây lắm ấy. Khi vào đây thì em còn mò lên đây. Không có em trai ở đây, tao có em đấy. Anh bảo tối nay ở đây rồi em ấy không ở. Ở gì mà ở, làm xong đi về bây giờ rồi, không phải ở gì đấy. Anh bảo tối nay ở với em mà. Có mà chứ anh ở đây. Anh ở đây với em. Lấy người bảo với chị rồi, làm xong đi về rồi. Tiếp tục lại. Còn thích lừa mà. Vẫn lừa được. Vẫn còn lừa. Này. Trả đi. Đây, cái cặp đấy. Đây đây. Đừng lời hư. Mày ra đây hộ tao chị, ra đây. Nhanh lên. Mày có nghe thấy không? Mày cọ đi xuống. Ra đây hộ tao chị, ra đây.
làm nhau. Dạ. Làm đi. Gà béo thì sao? Mua ăn đi. Nào mổ. Chị đừng có bảo là lên đình trộm đàn. Anh ơi, ơi. Chị ấy đình lên trộm đàn gà em. Tao bảo mổ ăn thôi mà. Dám. Tao bảo gà béo nhìn mổ ăn đi. Chị trả vào. Chị đừng có mang lên trộm gà em nhá. Gà tao này, không đánh. Gà này hơi bị béo đấy, nhưng mà còn lâu. Em mua đi. Em mua về đẻ đi. Gà đợt nọ nhá, em mang con gà ở dưới nhà kia lên cho chị ấy làm giống ấy, cho em ấy làm giống ấy. Chị kìa. Gà này em để trứng cho con cún ấy, bán mấy có tiền để đi học ấy, chị đừng có mà. Chị ấy cho em ăn con gà kia. Gà kia không mổ đâu, để cho cái cún đấy. Nghe thấy chưa chị, nghe thấy chưa? Thế yêu em bảo là để cho con cún đấy. Mồm mày cứ lên ba lên tết mùa vào. Ý, ta tát cho. Chị chế thêm mấy cái nữa đi. Yeah. Thôi rồi, xong chị cũng nên đi về đi. Em còn đi đón cái cún. Em làm xong cái này em đi đón cái cún này. Còn chị là... Thấy lạt rồi à? Xong chị cũng chuẩn bị đi về đi. Còn người yêu em ở đây hộ em dọn dẹp rồi. Tao ở đây đợi thằng em trai tao đi về, tao mới đi về. Cái này chỉ trẻ, để như này mà buộc được à? Buộc thoải mái đi. Dày ấy. Sao buộc được? Hai mình bắt con gà trống kia về làm thịt ăn đi nhỉ? Giờ hơi à? Chú Trâm thấy chị này gian không nhỉ? Chú Trâm nhỉ? Chị này gian ra đất lên đây. Còn lên đây lấy rồi có nhớ cháo rồi. Chị đừng có mang cái gà nhà em nhé. Gà nhà em có cho chị ăn không? Mấy con gà bia kia béo nhỉ? Em trai rồi hai mình mổ con gà chiến đi ăn đi. Chị đừng có mà đi đồ nhá. Thôi. Ok, cho ăn thịt. Mồm. Dành lấy vào chỗ lắm. Cháu cháu cái tờ trên đi á. Dành dành một tí. Cắt xong đi chú. Xong rồi chị đi về đi. Ta bảo đợi thằng em trai ta mới đi về mà. Đi về trước đi. Còn lâu. Anh ơi. Ơi. Anh đi về à? Chắc là anh đi về nhà một tí tắm rửa một tí quần áo bẩn quá. Còn lâu mới cho lên. Anh cho anh đi về nhà một tí nhá. Vâng. Anh về nhà tắm rửa một tí. Lấy vào chậu. Lườm lườm nhá, lườm nhá. Con trai chí em trai tao không đi về tao đánh mày. Em chắc cấp đi tàm ấy, thì đưa em đi đó con cún. Ừ. Tàm em nào. Chú ơi. Vâng, xong rồi. Ừ, chú ơi chắc xong cái này rồi thì cháu gửi tiền chú kìa. Vâng. Để vào lấy tiền đấy. Xong đi về đi. Đây cháu gửi tiền cho chú. Vâng. Chú xin luôn. Mày dốt lắm. Mày lại đưa tiền cho nó làm nhà. Tiền của em kiếm được thì em thích tiêu kiểu gì là việc của em chứ. Mày... Chị còn cấm cả việc em tiêu tiền nữa cả. Mày
mày rốt nên là mày mới cho tiền nó. Làm nhà tao bảo mày không nghe nhá. Mày nó lừa hết. Cái này là giả công chú chứ, tại tiền của em bị mất thôi, nếu không em cũng tự giả thôi. Tiền của em bị ăn trộm hết rồi. Mày mồm mày giỏi lắm. Mà ăn phát dùng hết trăm. Cháu gửi tiền công chú nhá. Rồi. Xong đi về đi. Đi xin nhá. Đi về. Đi về đi. Từ từ đã. Đi về đi. Không từ gì hết đi. Đi về đi. Đi về. Đi. Đi về nhà. Dép em đứt rồi, em đi đi dép của anh nhé. Anh đi về tắm rửa đó. Đằng nào cũng bẩn hết rồi. Đi đi về đi. Nói ít thôi. Đi về. Đi. Đi đi. Đi về. Đi về đi. Đi. Mày đi. Mày còn định cho tiền nó nữa à? Hả? Em không lấy đâu. Cầm. Đi về đi. Em không lấy đâu. Đi đi về. Mày nhá. Lấy về đây. Của em trai tao ấy. Chị làm gì đấy? Mày đi về đi. Đi về đi. Chị đưa tiền đây cho em. Còn lâu. Anh cứ về đi. Chị đưa tiền đây. Tao không cho ấy. Đi về đi. Đi về ra. Thế chị đi về trước đi. Không, mày đi trước đi. Chị về trước đi. Không, đi. Mày đi đi. Đi. Đâu rồi, lấy anh, này anh đâu cứ về đi. Xong rồi em cũng đi đón cái cuốn. Nhá. Vâng. Mày. Em cũng đi đón cái cuốn luôn. Em đấy, kéo cửa vào đây. Cầm dao đi về đi. Em cũng đi đón cái cuốn luôn. Mày lảng vảng đi sao sao. Em đi đón cái cuốn. Chào chị chưa? Con chào chị chưa? Để cho... Có mì tôm không? Mẹ ơi! Để em còn mì tôm. Để cho chị... Mẹ ơi! Lấy hai gói đi. Bái bái chị chưa? Bái chị không nhỏ cho con đi. Bái chưa? Bảo chị không nhỏ lên chơi với con đi. Mà hôm nào chị lên chơi với con nhé. Mà hôm chị lên chơi với em nhé. Vâng. Rồi. Bác cải này họ trộm hết rồi con. Mẹ đưa con đi học xong rồi đi nhặt sắt vụn này họ về trộm hết rồi. Chủ nhà ấy. Hôm nay chú lên đây mẹ mà con. Mẹ ơi, cho em đi nữa. Vâng. Đi. Vâng, hôm nay chú lên đây ấy con ạ. À. Con muốn ăn quả dưa này á? Để mẹ nhặt cho nhé. Dạ. Mẹ ơi, đưa về đây. Đấy. Đấy, đi vào nhà rửa xong ăn nhé. Dép đi nhà. Cái này dép mẹ đứt rồi. Bác của chị gái chủ nhà kia đây này, chú chủ nhà cho mẹ dép đấy. Chị của chủ nhà kia là đánh mẹ xong rồi đứt rồi. Mẹ ơi đi vào nhà thôi nè. Có thích làm mới nào? Chú làm cho đấy. Đi lên lớp mẹ, mẹ tôi nó đi lên lớp ba. Chị đất mới cho tí không? Hả? Ê, bảo mua về cho con ăn một, mua về cho con ăn một phần, mẹ lấy đi bán một phần, chú bảo như này, ừ. Tí không? Mẹ đi mẹ cắt mì tôm đi nhá. Ừ. Con ơi. Chết bệnh. Ừ, cái đấy mẹ lấy cắt xuống cho con ấy. Mẹ, con mẹ rửa cho nhá. Ừ. Con đi đây đi. Mẹ lau sạch con mà. Đi vào đây. Con ngồi ở đây ăn nhá. Con ơi. Ừ. Con có thích chú chủ nhà không? Vâng. Lúc nãy chú lên đây nhưng con không ở nhà. Mẹ nhóm lửa đó nhá. Mẹ nhóm lửa xong mẹ đi dọn cái kia con ở nhà. Cho người nước cho mẹ tí nữa mẹ pha mì tôm mới tắm nước cho con mới được đi ngủ, mai mới được đi bán quả nhà chưa? Vâng. Hôm nay được nghỉ đấy. Vâng. Ơi. Ơi. Đi học vui lắm. Đi học vui lắm á. Đấy mẹ mới bảo cố gắng đi kiếm tiền để con ăn chưa ở lớp ấy. Hôm qua mẹ có
có đi bán sắt vụn được ít, mẹ mới được mua gạo đấy, họ trộm hết rồi. Xong lúc đấy lại mua mì tôm cho con đấy, không còn để tiền đóng học cho con nữa. Đó chưa? Hôm nay mẹ đi bán quả xong mẹ về nhà làm vách, con phải ngoan nhá. Mẹ ơi! Ơi. Nhiều mẹ đã tìm người này luôn. Vâng. Nhiều không? Đấy, mẹ đưa mẹ nhiều nhiều vào nhá. Yêu một cái nào. Cho mẹ một. Mày đi mắc nước lên tí nữa tắm nước cho con mày. Mẹ ta mày mẹ ơi mẹ dạ cho mẹ mình nghe nhé. Không con ăn đi nhá. Mẹ ăn mẹ cho mày con ăn đi, mẹ đi dọn cái kia ra nhá. Mẹ để mẹ xin nhá. Ừ. Được rồi, mẹ đi làm việc đây. Bye bye. Em ấm nước cho mẹ với nhá. Để dọn cái này đó. Mẹ đi chăn gà, con đi chăn. Không. Thế con quét đi. Con quét đi mẹ. Mẹ ấy ra, mẹ ấy té ngô đó. Con quét cho mẹ đi. Để nước cho mẹ. Con không biết làm đâu. Mẹ quét đi. Nó còn để mẹ té ra, tính mẹ tay đâu. Nha. Vâng, mẹ con quét đi. Nha. Vâng, quét giỏi nhá. Ok. Chăn gà không? Không. Mẹ đi chăn gà nhá. Mẹ cho mẹ đi. Mẹ vượt chân ra xong. Trời ơi, mẹ bị nó quá ta. Mẹ có được rồi, con tránh mẹ đi xong đi vào nhà mẹ tớ tắm nước đây đâu. Không ăn nấu mì cho ăn, mình ngủ muộn rồi đấy, tối rồi đấy. Con đói chưa? Mẹ phải chết 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 nha.
đi một tí về để pha mì tôm cho con nhé. Con đi vào đây ngồi đây mẹ nhé. Mẹ đi tắm. Con không được nghỉ gạo đâu. Con ra đây đi. Vừa tắm nước xong con đừng. Ra đây. Con ra đây ngồi đây mẹ nhé. Con đói chưa? Cho mẹ. Ừ, con đói chưa đợi mẹ tí nữa mẹ về mẹ nấu mì cho nhá. Mẹ đi tắm đó. Đấy, còn bằng mẹ tiền nhá. Tí nữa mẹ đi nộp mừng để ngày mai mẹ đi nộp học cho con nhá. Hết rồi đấy. Cho chủ nhà đi quên quần áo này con. Đây này. Quần áo chủ nhà hôm qua quên rồi mẹ giặt cho luôn. Mẹ lấy hôm qua đi về quên cả quần áo. Để đây anh lại quên. Mẹ ơi, con chú chỉ ra tiktok. Ừ. Chú ơi,
mì tôm cho con nhé. Ừ. Để ăn ăn với nhau mỗi một gói nhỉ. Ừ. Mai mẹ kiếm được tiền thì mẹ mua thịt về nấu cho con nhé. Ừ. Hôm nay ăn tạm mì tôm nhé. Mai mẹ đi bán quả xoài mẹ mua thịt cho nhé. Ừ, nhớ chưa? Ừ. Mai mẹ đi bán quả xoài mẹ mua thịt về cho nhé. Ấm rồi nè. Bây giờ mẹ hết tiền mua thịt rồi, ngày mai mẹ đi bán quả xoài chú cho. Okay. Con quả xoài cho của chú cho ấy. Ừ, được tiền mẹ mua thịt cho con nhá. Hôm nay ăn tạm thì con xong đi ngủ nhớ chưa? Mẹ hôm nay làm lều cả ngày mẹ mệt lắm rồi. Đi tìm sắt vụn nữa. Thế mẹ mới bảo con cố gắng đi học. Mẹ mới đi kiếm được tiền nhớ chưa? Biết ai trộm hết rồi đấy con ạ. Trộm chặt hết rồi, hôm qua mẹ qua mẹ đưa con đi học ấy. Có trộm hết tất cả rồi, không còn cái gì nữa đâu. Con phải cố gắng đi học mẹ mới đi kiếm được tiền nữa. Đến tiền đi nộp con ở lớp ăn trưa đấy. Nếu không có giáo không cho con ăn trưa ở lớp đâu đấy. Sao mẹ được nghỉ thôi. Ừ. Không được nghỉ đâu, cô giáo chưa cho nghỉ đâu. Lúc nào cô giáo cho nghỉ mới được nghỉ. Không. Được nghỉ thôi nha. Đây đi bán một phần xong rồi để cho con một phần nhá. Mẹ ơi. Lấy vào đây trong sáng mai mình ngủ dậy mới được đi bán nhá chưa? Mẹ, để cho nó một phần nhá. Vâng. Cần một ít tiền. Hôm qua mẹ đi bán sắt vụn đấy. Mẹ lấy xoài đi bán, mẹ cho để cho con mấy quả nhá. Nếu không một mình con ăn cũng thối thôi nhá. Không ăn được hết đâu. Không kiếm một quả đâu dạ. Mẹ để cho con mấy quả. Đây mẹ để cho con. Để cho con tăng này nhá. Nha mẹ cất ở đây nhá. Vâng mẹ cất ở đây cho con. Tí nữa mấy quả này chúng nó thôi. Vào đây sáng mai mình lấy đi bán. Mẹ ơi, con mấy quả này năm hai quả này thôi, nó không thể ăn nhiều đâu. Ừ, mày mai nhớ mẹ hộp mẹ lấy con thôi, mẹ lấy túi đó. Sáng mai con mình đi bán ăn mì tôm nha, ăn mì tôm ăn đi ngủ nha. Tí nữa mẹ bóc quả cho ăn nhé. Cho con nhé. Con ăn đi. Lấy quả này đi nhé. Lấy cái đỏ của mày để cho đỏ. Không chịu ăn thịt gì thôi. Đặt lên lên đặt như ăn. Chú lấy về cho quả ngon quá nhỉ. Ừ, quả chín chín rồi này. Vâng, mẹ lấy quả chuối gì mình không ăn luôn đó. Quả này không chuối đâu, quả này ngon lắm. Ừ. Dạ. Chú lấy về cho con đấy nhỉ. Ừ, vâng, con ăn đi. Mẹ ơi. Mấy tuần chuối nên mình chả chuối nhà có chuối nè. Vâng, hôm nào chú lên này trả quần cho chú này, trả dép cho chú nha. Trả quần áo cơ nè. Ờ, chú thương mình lắm nha. Ừ. Cái gì cũng cho, riêng cho mẹ con mình. Rồi, ngồi ăn cơm thôi. Đây của con nè. Mẹ đi rửa tay đó nhá. Đi cho mẹ con. Ngon là quả ở đây nhá. Cắt quả này đi nhá. Nhiều quá, mình lấy đi bán một phần thôi nhỉ. Không ăn hết được đâu. Hai mẹ con đi ăn đi tao. Mẹ đi bán được quả xoài, mẹ mua thịt cho con nhé. Ừ. Tiền kia họ trộm hết rồi. Ngon quá. Bây giờ có gạo nhưng mà không có tiền mua thịt nhỉ. Ừ. Gạo mẹ mua rồi. Ngon con. Không chứ. Mẹ ăn một nửa thịt khô ngon không? Ừ. Đây. Không mẹ ăn bằng à. Con ăn. Con phải ăn hết nó mới giỏi nhá. Cho ăn độ ba này. Ừ, cho này lớn mẹ phụ mẹ kiếm tiền được nhá. Ăn độ ba cái. Ngon không? Ừ. Quả chú ngon này nhỉ. Ừ. Chúng mình đi con.
Không có. Mẹ ăn no rồi, con no rồi. No là nhiều á. Giờ tôi nhờ con nước mới giòn nhá. Được chưa? Rồi con ăn quả đây nhá. Đi dọn nhá. Con ăn một miếng quả đây. Mới giòn nhá. Xong rồi đi rửa tay rửa chân xong đánh răng rửa đánh răng xong đi ngủ nhỉ. Điện điện dậy dậy đi rửa tay xong rồi đánh răng xong đi ngủ. Dẹp con đâu? Điện điện dậy mà. Được chưa? Đi rửa tay đánh răng xong về ngủ. Đấy, con ăn đi thì vứt đi cả. Đi rửa tay xong về ngủ nhá. Yeah. Ơi. Ngủ lắm lắm, mẹ giải cái này xuống cho con ngủ nhá. Ngủ lắm à. Ui. Ngủ lắm mẹ. Dạ, hôm nào mẹ có tiền mẹ đi mua một cái chiếu nữa nhỉ. Ừ. Trộm hết mọi thứ rồi. Để chơi ngủ dưới nha. Vâng. Con đi lên đây đi. Lên đây nhá. Ngủ thôi. Vâng, mới của con đây. Hôm nào mẹ có tiền mẹ mua cho nhiều nhiều nhá. Hôm nào mẹ bảo tiết kiệm là nhà bếp họ trộm hết rồi nhỉ.